Hello, chào các bạn. Đến video ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn học dãy hoạt động hóa học của kim loại. Ok, bây giờ thầy sẽ chỉ cơ bản nhất nha, cho những bạn nào mà chưa biết dãy hoạt động hóa học của kim loại. Các bạn nhớ đọc cho thầy là những cái chữ cái đầu. Khi bạn cần nàng may áo giáp sắt nhìn sang phố hỏi cửa Á Âu ha. Rồi ok, các bạn đọc lại giùm thầy ha. Như vậy là thầy sẽ chỉ mẹo cho các bạn dễ nhớ, dễ hoạt động hóa học của kim loại. Thì mình học thuộc hoạt động hóa học của kim loại để làm gì? Thì tí nữa thầy sẽ chỉ ra một số cái tính chất mà chúng ta học thuộc dễ hoạt động hóa học nha. Rồi bây giờ thầy chỉ. Rồi, khi bạn cần nàng may áo giáp sắt nhìn sang phố hỏi cửa Á Âu. Rồi ok chưa nè. Rồi các bạn phải thuộc cái cơ bản ra, xong tí nữa thầy chỉ cái nâng cao tí xíu ở đối với cái lớp 12. Kịp không? Rồi, vậy các bạn đọc lại một lần nữa cho thầy dễ nhớ nha. Khi bạn cần nàng may áo giáp sắt nhìn sang phố hỏi cửa Á Âu. Rồi ok, thì mấy cái ký hiệu này các bạn phải nhớ ha. Niken nè, ok, mấy cái niken lạ nè, vàng nè, ok. Rồi thiết nè, Sn, ok. Tiếp. Như vậy mình học dãy hoạt động học này để làm gì? Như vậy các bạn nhớ là cái khúc nè, khi bạn cần nè, à như vậy là trên đây nè, những thằng này trên đây nè, nó sẽ cộng được nước nha các bạn. À, những thằng trên nó sẽ tác dụng được với nước. Rồi, ok ha. Rồi, tiếp theo. Vậy cái từ đoạn này, từ đoạn trên hydro nha các bạn. Từ đoạn trên hydro đây ha. Thì vẽ từ đây đi ha. Đây, từ trên hydro đi. Đó là cộng được cái axit cho thầy ha, cộng được axit HClH2SO4 loãng nha. Ok, các bạn tập trung làm thầy tí xíu nha. Cái chỗ này nè, đứng trước H nè, bắt đầu từ H nè ha. Thằng H là thằng so sánh, thằng H là có nghĩa là axit đây nè, H là axit nè. Ok ha, như vậy là những thằng mà đứng trước H như là BB, SN, NI, FE, ZN, MG, AL thì sẽ tác dụng được với axit H2S4 loãng và HCl. Kịp ha, như vậy mấy thằng này nó sẽ không tác dụng được. Ok, nhưng mà đặt thì vẫn tác dụng được nha. Nha, cái thằng này đặt thì này vẫn tác dụng được. Ok, các bạn nhớ nha, thầy đang chỉ những cái cơ bản nhất. Rồi, xong. Ok, vậy cho các bạn nhớ thầy là khi bạn cần nè may áo giáp sắt nhìn sang phố hỏi cửa Á Âu. Đó, các bạn thuộc vậy ha. Vậy đứng trước khi bạn cần nè là tác dụng với nước, còn đứng trước H nè là sẽ tác dụng với axit. Ok, rồi xong. Rồi cái đoạn này tiếp. Cái đoạn này nè, để sản xuất kim loại. Đây đây, bắt đầu từ AL nha. Bắt đầu từ AL. Rồi, cái từ AL. Muốn điều chế kim loại thì đang nói muốn điều chế kim loại, muốn điều chế kim loại thì chúng ta phải dùng phương pháp là điện phân nóng chảy. À, đây là phương pháp điều chế nha các bạn. Từ khúc từ AL trở lên mình điện phân nóng chảy. Kịp không? Rồi. Ok nha các bạn. Rồi cái khúc này, cái khúc từ ZN đến CU thì chúng ta sẽ có tác dụng với thằng nào? Là cái khúc ZN với CU nhé. Này cái khúc
Kết nào với CO các bạn AL nữa cũng được. Rồi là mình sẽ cho nó làm gì? Cái đoạn này mình sẽ nó khử được, khử oxit, khử được mấy oxit này bằng những cái chất khử như H2O, CO, vân vân. Các bạn nhớ thầy ha, kịp không? Hoặc là điện phân dung dịch cho thầy, điện phân dung dịch nha, điện phân dung dịch. Ok, thầy giảng thì không biết có theo kịp hay không cái chỗ chỗ này nè. Rồi đầu tiên nhé, đầu tiên nè, chúng ta phải thuộc được cái này cho thầy kịp nha. Khi bạn cần nàng may áo giáp sắt, nhìn sang phố hỏi cửa ao. Ok rồi, xong. Đứng trước khi bạn cần nàng sẽ tác dụng được với nước. Rồi đứng trước H nè, là sẽ tác dụng được HCl H24 loại, kịp chưa nè. Rồi tiếp, điều chế kim loại nè, điều chế kim loại các bạn chú ý này nè. Điều chế kim loại là phải từ AL nè đi lên nè, là phải điều chế kim loại bằng điện phân nóng chảy, kịp nha. Còn khúc sau thì muốn điều chế kim loại này, chúng ta sẽ dùng cách là điện phân dung dịch hoặc là khử oxit của nó. Rồi kịp chưa nè. Đó, cái này mấy cái khúc này là của mấy lớp 12. Rồi tiếp, còn cái đoạn từ MG nè, từ cái đoạn MG nhé, các bạn chú ý. Đoạn MG nhé, đến HL đi, AG. Rồi các bạn chú ý cái này là kim loại mạnh, đẩy kim loại yếu ra khỏi muối. Là kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối. Ok. Kịp không nè? Là kim loại mạnh, những cái kim loại này nó sẽ đẩy kim loại yếu ra khỏi muối của chúng. Giờ thầy sẽ viết một số ví dụ cho các bạn hiểu nha. Còn lên lớp 12 nè, lên lớp 12 thì các bạn chú ý giùm thầy nè. Nó sẽ có thêm thằng crom. Các bạn crom các bạn chen vô giữa thằng ZN với Fe cho thầy nha. Những bạn lớp 12 các bạn nhớ cho thầy thêm thằng crom vô. Các bạn học cái cơ bản này các bạn tự thêm vô cũng được nè. Khi bạn cần nàng may áo giáp sắt, nhìn sang phố hỏi cửa Á Âu, thì các bạn nhớ thằng crom nằm ở giữa thằng ZN và sắt. Ok chưa? Rồi tiếp theo có thêm một thằng nữa đây. Lên lớp lớn chúng ta sẽ thêm một cái thằng Fe 3 cộng với Fe 2 cộng chỗ này. Đây. Lên lớp 12 các bạn nhớ thầy là chỗ này có Fe 3 cộng nè. Lớp 12 ha, các bạn sẽ biết quy tắc alpha. Ok ha, quy tắc alpha thì lúc đó giáo viên tí nữa thầy sẽ chỉ quy tắc alpha là sao. Ok ha. Rồi tiếp. Như vậy thầy sẽ ví dụ một số cái phương trình hóa học. Rồi thầy sẽ ví dụ một số cái phương trình hóa học cho các bạn hiểu. Ví dụ như tính chất đầu tiên là tác dụng được với nước nè. Tác dụng với nước thì các bạn nhớ thầy là Natri nha, cộng với nước sẽ ra là NaOH cộng với H2. Rồi các bạn cân bằng nè, ở đây có 2 đúng không, quy đồng lên hết cho thầy 2 2 2. Ok, bạn nào chưa biết cân bằng thì mình coi lại video cân bằng của thầy nhé. Rồi, đó tác dụng với nước nha.
Rồi xong, tác dụng với nước này, hoặc là thầy viết CA nó cũng được. CA tác dụng với nước là CaOH 2 lần cộng H2. Rồi mình cân bằng ha, ở đây có 2H nè, 2H là 4, ở đây mới có 2 thêm 2. 2O, 2O đủ. Rồi kịp cho nè. Rồi tác dụng được với axit nè. Axit này thì thầy lấy như vậy là cái này là, cái này là cộng với nước nè. Ok ha. Rồi tiếp theo thầy sẽ viết cộng với axit. Rồi nhớ thầy là Fe nè cộng với axit HCl nè, ra FeCl2 cộng H, H2. Đây Cl2, H2 thêm 2 đây thầy. Hoặc là Mg cộng HCl, ra MgCl2 cộng với H, H2. Rồi ok, axit xong nhé. Rồi phương pháp là tiếp theo là điện phân nóng chảy. À phương pháp điện phân nóng chảy là bắt đầu từ Al nè, che lại ha. Rồi điện phân nóng chảy từ Al đi lên như vậy nè. Điện phân nóng chảy, cái này lớp lớn nha thầy, thầy chỉ chung một cái video điện phân nóng chảy thầy có nè. Lớp 9 chúng ta học là Al2O3 nè, chúng ta có phương pháp là điện phân nóng chảy thì sẽ ra Al cộng với O oxy cân bằng cho thầy là 2,4,3. Hoặc là chúng ta sẽ cho muối natri clorua, điện phân nóng chảy sẽ tạo ra Na cộng Cl2. Ok, Cl2 đây, ở nó 1 thêm 2, 2Na, 2Na. Đó, cái điện phân nóng chảy nha các bạn ha. Rồi tiếp theo là khử oxit. Rồi khử oxit, khử oxit là sao? Thầy sẽ cho thằng hydro nè cộng với thằng Fe2O3 đi, tê độ. Thì các bạn nhớ thầy là hydro nó sẽ thích oxy hơn. Ok ha. Thì Fe nó sẽ đi một mình, vậy nó sẽ tạo ra là H2O cộng với F, Fe, Fe đi 2 đúng không? Chỗ này thêm 2, 3O chỗ này mới 1 thêm 3, 3 x 2 là 6 thêm 3 này. Đó, thử ha, oxit nha ha. Rồi kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối của chúng. Đây, kim loại mạnh nè đẩy kim loại yếu ra muối của chúng. Rồi, rồi thầy viết một công trình đây nha. Là ta sẽ có Fe nè. À, Fe nè, Fe nó đứng trước nè. Fe đứng trước CO, như vậy là nó mạnh hơn CO. Nó sẽ đẩy thằng CO ra, như vậy là chúng ta là FeCl2 cộng với CO. À các bạn kịp chưa nè. Rồi, tại sao tại thầy chỉ tới thằng Mg mà thầy không tới thằng natri? Thì natri nó sẽ tác dụng được với nước nha các bạn. À natri tác dụng với nước, giờ thầy sẽ ví dụ một cái phương trình cho các bạn thấy là đây, khi cho natri cộng dung dịch COCl2 thì phương trình nó ra sao? Nè các bạn chú ý ha, thì natri nó sẽ tác dụng được với nước trước ha. Như vậy là natri nè nó sẽ cộng với nước trước, cộng với nước trước nha. Rồi xong nó ra là NaOH, thì NaOH mới tác dụng với COCl2 ha. À, ok ha. Để thầy lấy cái đây, cái chỗ khúc này nè, natri nè, natri và dung dịch này đúng không, thì nó sẽ tác dụng được với nước trước, nó tạo ra NaOH cộng với H2 nha các bạn. Rồi cân bằng cho thầy 2 2 2. Rồi tiếp theo NaOH này nè, NaOH này vừa tạo ra thì nó mới tác dụng được với COCl2, ra là COOH tất cả hai lần cộng NaCl. Ok, Cl2 này chỗ này thêm 2, 2Na, 2Na đủ, 2OH, 2OH đủ. Ok, như vậy là kim loại, những kim loại mà tác dụng được với nước nè là không đẩy kim loại yếu ra khỏi muối của chúng. Ok ha. Đó, hôm nay là thầy hướng dẫn về video chúng ta học thuộc cái dãy hoạt động hóa học của kim loại. Ok, các bạn nào chưa thuộc thì các bạn coi lại giùm thầy nhé. Xong chưa? Rồi, đây là thầy nói về đây là bảng tuần hoàn. Đây là bảng tuần hoàn.
Ok ha, thì sau bảng tuần hoàn thì nó sẽ có những cái bảng tính tan đây. Bảng tính tan thì thầy có làm một video riêng về bảng tính tan rồi đó, các bạn học cho thầy là sẽ thuộc hết, không phải thuộc hết mà thuộc tương đối thôi nhé, thuộc tương đối bảng tính tan. Thì trong bảng tuần hoàn nó sẽ có dãy thôi, dãy điện hóa của kim loại, thì các bạn nhớ cho thầy nha, dãy điện hóa của kim loại nó cũng giống như cái dãy của thầy thôi. Nó cũng giống như cái dãy hoạt động hóa học thôi, nhưng mà nó khác chút là nó sẽ thêm cái điện tích trên đây. Điện tích trên đây thì các bạn thêm thằng crom cho thầy. À, thêm thằng Fe 3 cộng cho thầy. Ok ha, Fe 3 cộng và Fe 2 cộng thì chúng ta sẽ làm quy tắc alpha là như thế nào. À, quy tắc alpha như thế nào? Giờ thầy sẽ lấy thử một cặp nhé. Ví dụ như ZN đây. À, ZN nha các bạn, ZN 2 cộng cộng ZN 2 cộng nè. Rồi cái cặp ZN 2 cộng bên đây là Fe 2 cộng đi với Fe đúng không? Rồi quy tắc alpha là sao? Là thầy sẽ cho ZN tác dụng với sắt 2 sẽ ra ZN 2 cộng và Fe. Đây ví dụ phương trình đây luôn, có nghĩa là thầy sẽ cho ZN nè, ZN cộng với Fe Cl2 thì sẽ tạo ra ZN Cl2 cộng với F gì? Fe nè, ZN 2 cộng Fe đây. Rồi ok ha. Đó, quy tắc alpha vậy nha các bạn. Kìa bao, ví dụ như thằng đồng đây, đồng 2 cộng với CO, ở đây chúng ta có sắt 3 cộng và Fe 2 cộng, thì chúng ta sẽ có một phương trình như thế này ha. Chúng ta sẽ cho CO cộng với Fe Cl3 đi là 3 cộng nè. Và quy tắc alpha nhé, CO cộng Fe 3 cộng thì sẽ ra CO 2 cộng, hay CO 2 cộng chúng ta sẽ ra COCl2 nè cộng với Fe Cl2. Rồi ok như này các bạn. Rồi cân bằng cho thầy nè, quy về số 6 nè, 2 đó. Như vậy các bạn hiểu quy tắc alpha. Những bạn này là những bạn lớp 12 mới coi khúc này nha, khúc 12 nè. Còn những bạn lớp 8, lớp 9 thì chúng ta coi đây thôi, lớp 9. Ok, như vậy là thầy đã chỉ xong học thuộc dãy hoạt động hóa học và dãy điện hóa của kim loại ha. Như vậy chúng ta phải thêm những cái điện tích ion ở trên. Rồi chúng ta cứ làm quy tắc alpha cho thầy. Quy tắc alpha. Ok ha. Rồi video của thầy là đến đây là kết thúc nhá. Các bạn nào thấy chỗ nào chưa hiểu thì hỏi thầy để thầy làm thêm. Rồi chào các bạn nhé.